Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khối không khí lạnh bao trùm toàn miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên ở khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, trời rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Đến ban ngày trời vẫn còn có nhiều mây, vì thế nhiệt độ cũng không tăng cao. Cao nhất ngày dao động từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Riêng phía Tây Bắc, trưa chiều giảm mây, có thể hứng nắng nhẹ nên có nơi trên 20 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung, do khối không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trưa nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Cùng với đó là mưa rào và dông sẽ lan dần xuống khu vực Trung Trung Bộ. Trong khi ở khu vực Bắc Trung Bộ chỉ còn mưa rải rác trong đêm nay, thì ở khu vực Trung Trung Bộ từ đêm nay sẽ có mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm. Do có mưa và không khí lạnh nên đêm nay khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 17 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi trời se lạnh, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 18 đến 22 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận trời mát mẻ, với nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Lưu xuống phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ do đang là mùa khô nên thời tiết chủ yếu là chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Về đêm, ở vùng cao Tây Nguyên trời rét, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16 đến 19 độ. Còn tại Nam Bộ, trời mát mẻ với nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Duy một số tỉnh miền Đông có nơi dưới 21 độ, trời se lạnh. Chuyển sang thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.